vợ đức tiến lên tiếng việc chồng lao lực tới mức đột quỵ tiết lộ chồng muốn sinh thêm con cứ mỗi tối về con gái tôi lại đòi xem hình ôm hình cha rồi hôn bình phương chia sẻ vừa qua vợ đức tiến là hoa hậu bình phương đã chia sẻ về mối quan hệ với chồng lúc ban đầu cô nói tôi quen anh đức tiến từ bên việt nam sau đó anh ấy sang tận mỹ gặp ba tôi để xin phép làm quen với tôi gia đình tôi là người huế rất nghiêm khắc truyền thống thấy đức tiến cũng ăn nói lịch sự có ăn có học nên cho quen Chúng tôi làm đám cưới ở Việt Nam năm 2007, có đầy đủ mọi người tham gia, họ hàng ở xa cũng bay đến dự đám cưới. Chúng tôi cưới 2 năm thì anh Tiến mới sang Mỹ sống với tôi. Anh ấy cần thời gian thu xếp công việc, gia đình. Tới 2012 anh Đức Tiến mới qua Mỹ. Hành trình mang thai sinh con của tôi rất khó khăn, phải thụ tinh nhân tạo. Năm 2019, chúng tôi mới về Việt Nam để làm thụ tinh nhân tạo và thành công. Tiếp đó, Bình Phương bật khóc chia sẻ về tình hình hiện tại của bé Mèo con gái cô. Trong gia đình tôi thì bé Mèo rất quyền lực, vì làm gì cũng được anh Tiến chiều. Con hỏi tôi cái gì không được đều quay sang hỏi ba là lại được. Nếu tôi có sơ ý để con chạy vấp vào đâu là anh Tiến sẽ lao tới đỡ rồi la tôi ngay. Anh Tiến rất mong muốn sinh thêm con. Tôi bảo đợi bé Mèo lớn thêm đã nhưng chồng tôi bảo anh cũng đã lớn tuổi rồi, cực thì cực một lần luôn cũng được. Cứ mỗi tối về, con gái tôi lại đòi xem hình, ôm hình cha rồi hôn. Tôi bảo con gái rằng bố Tiến đang không khỏe nên tới gặp Chúa để nhờ Chúa chữa cho khỏe con gái nghe vậy cứ hỏi sao cha đi lâu thế không về con gái còn đòi tôi cho đi thăm cha và cần cha ở đây rồi đòi tôi dẫn đi vòng quanh nhà tìm dấu chân của cha để đi lên gặp cha cây thánh giá anh đức tiến đeo thì hiện tại bé mèo cũng đang đeo tối nào bé mèo cũng bảo tôi rằng trong này có chúa và cha con sẽ nhắm mắt lại để vào gặp cha về thông tin đức tiến lao lực bình phương lên tiếng phản bác tôi nói một lần ở đây cho mọi người biết anh đức tiến không bị mất ngủ hay làm việc lao lực anh ấy đi làm về đều chơi với bé mèo có về khuya cũng ngủ ngon anh ấy rất dễ ngủ cứ ngồi một lúc là ngủ anh tiến cũng không làm cái gì lao lực hay kiệt sức anh ấy làm gì cũng biết mình luôn nhắc tôi làm gì cũng phải vừa sức ăn uống giữ gìn sức khỏe tập luyện anh tiến còn hay tập thể dục chạy bộ cardio các kiểu